Đa Ca Thánh Vịnh 53, Chủ nhật 25 Thường niên 5D. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Xin lấy quy danh Ngài mà cứu độ con. Xin dùng quyền năng Chúa xét xử con. Lạy Chúa, xin nghe con khấn nài. Xin lắng nghe lời con giấy bày. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Bao lũ kêu căng say hồi trông lại con. Quân tàng bao mưu tính sang hại con. Nguyện Chúa luôn ra tay độ trì, luôn đỡ nâng phần con thấp hèn. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con tiên dâng lên Ngài, lạy Chúa trời con. Con tự nguyện dâng Chúa lễ vật đây. Lạy Chúa, con tuyên xưng danh Ngài. Ôi thánh danh Ngài bao tốt lành. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Hiệp lễ Chủ nhật 25 thường niên 5B. Nước trời cho ai? Lời Chúa phán cho kẻ muốn bước chân vào nước trời thì hãy nhớ con đường đó theo cửa hẹp đi qua. Thờ kính Chúa không mang tính hơn thua của cuộc sống. Đừng khoát ao nhân và nghĩa khi cầu đến danh lời. Lời Chúa phán cho kẻ muốn trở nên người cao trọng, phải rốt hết nhân nhỏ bé với những người chung quanh. Và hãy sống như trẻ nhỏ thơ ngây và trong trắng. Hãy tiếp đón kẻ nghèo khó chính là đón tiễn thầy. Xin Chúa hãy thứ tha con phận yếu đuối. Đã nhiều phen sống trong kiêu căng tự phụ. Xin Chúa hãy giúp con nên đường nhỏ bé. Biết sẻ chia cảm thông sống trong khiêm nhường. Thank you.
đã mấy lúc ta nhìn thấy Chúa ngay trong chính mình, và mấy lúc ta nhìn thấy Chúa trong người anh em. Hãy bước xuống những tự mãn kiêu căng đầy thống hối, vì nước Chúa mở rộng lối cho người biết ăn năn. Xin Chúa hãy thứ tha con phần yếu đuối, đã nhiều phần sống trong kiêu căng tự phụ. Xin Chúa hãy giúp con nên được nhỏ bé, biết sẻ chia cảm thông sống trong khiêm nhường, biết sẻ chia cảm thông sống trong khiêm nhường.